Xin chào quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn đang tìm kiếm một mẫu xe rộng rãi chở được 7 người mà giá lại hợp lý thì tôi nghĩ đây là mẫu xe mà quý vị đang tìm kiếm, mẫu Suzuki Ertiga 2019 hoàn toàn mới, có đầy đủ những gì mà quý vị mong muốn. Mẫu xe Nhật nhập khẩu, đi lại tiết kiệm mà giá lại vô cùng hợp lý, chỉ có 499 triệu cho phiên bản GL và 549 triệu cho phiên bản GLX. Có thể nói, mức giá 499 triệu là mức giá tốt nhất trong phân khúc MPV 7 chỗ hiện nay. Và trước mắt các bạn, đây là mẫu Suzuki Ertiga 2019 phiên bản GL, chỉ có 499 triệu. Và đây là phiên bản có thể nói là được sự quan tâm rất nhiều từ những khách hàng dịch vụ. Vậy vì sao mẫu xe này lại có sức hút đến như vậy? Và nó có thực sự đa dụng hay không? Nó có thể vừa phục vụ cho gia đình và vừa làm dịch vụ được hay không? Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết sau đây. Suzuki Ertiga 2019, đây là mẫu Suzuki Ertiga thế hệ thứ 2 được Suzuki nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, cải tiến hoàn toàn mới về thiết kế, gia tăng kích thước, đồng thời trang bị hệ thống khung gầm động cơ mới. Đặc biệt yếu tố tạo hình phù hợp với xu thế thiết kế hiện nay. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mạ chrome nổi bật ở giữa, logo dập nổi, liền mạch với cụm đèn pha Rochester được bao bọc bởi viền mạ chrome sắc nét, kết hợp với hốc đèn sương mù được thiết kế tinh tế, cầu kỳ, thể thao, cho một tổng thể hài hòa, cân đối và hiện đại. Ngoại hình tổng thể xe nhìn mạnh mẽ và cứng cáp hơn nhờ các đường gân dập nổi, trải dài trên nắp capo và thân xe. Đây cũng là những đường nét khí động học giúp xe ổn định khi đi ở tốc độ cao và giúp ích cho việc tiết chế tiêu hao nhiên liệu. Xe được trang bị la răng hợp kim đa chấu 15 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, tay nắm cửa cùng màu và đèn báo rẽ được gắn trên thân xe ở bản tiêu chuẩn GL. Hai cột D được phủ nhựa đen tạo hiệu ứng nắp xe nổi và trông xe dài hơn, đây cũng là xu hướng thiết kế hiện nay. Phần phía sau xe, đèn hậu của Suzuki Ertiga 2019 tạo hình chữ L hoàn toàn mới, tích hợp công nghệ đèn LED. Thanh chrome kết nối hai cụm đèn hậu và tấm cản sao góc cạnh hơn đã hoàn thiện vẻ đẹp đáng khen ngợi của Suzuki Ertiga 2019. Thiết kế ngoại thất là một bước tiến lớn so với thiết kế trước và những thay đổi bên trong nội thất cũng gây bất ngờ với giá bán 499 triệu đồng. Ngôn ngữ thiết kế tổng thể và những chi tiết nhỏ của phan nội thất đều toát lên vẻ chỉnh chu, hiện đại và đẹp mắt, không dễ nhận thấy ở những mẫu xe MPV giá mềm. Bản táp lô cho ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế tỉ mỉ theo dòng trải dài liền mạch, làm cho không gian nội thất nhìn rộng rãi và thoáng đạt hơn. Vô lăng mới trên Suzuki Ertiga 2019 được thiết kế 3 chấu dạng chữ D đáy phẳng cho cảm giác cầm rất thể thao và đầm tay. Ở phía trước là hai cụm đồng hồ dạng ống, mạ viền chrome hiển thị thông tin rõ ràng và sắc nét. Màn hình CD được trang bị trên phiên bản GL kết hợp với hệ thống âm thanh 4 loa xung quanh xe. Ghế ngồi trên Suzuki Ertiga 2019 bọc nỉ cao cấp, đủ rộng rãi cho cả 7 người lớn nhờ kích thước được cải thiện. Hàng ghế đầu thiết kế ôm lưng tựa đầu, nệm im dài dặn cho cảm giác ngồi im hơn thế hệ cũ. Hệ thống điều hòa trên Suzuki Ertiga 2019 là dạng 2 dàn lạnh độc lập, chỉnh cơ. Ngoài 4 cửa gió ở khu vực bản táp lô, Suzuki còn bố trí thêm một dàn lạnh trên đầu hàng ghế thứ hai. Với điều hòa không khí có hiệu suất cao làm cho tất cả mọi người đều thấy thoải mái, bao gồm hành khách ở hàng ghế thứ hai và thứ ba. Ngoài ra các hộc và khe chứa đồ cũng được bố trí khắp cabin, giúp người dùng dễ dàng để các đồ dùng vật dụng như điện thoại hoặc chai nước, làm tăng tính tiện lợi cho người sử dụng. Về phần thân xe, Suzuki Ertiga 2019 có kích thước dài 4.395mm, rộng 1.735mm, cao 1.690mm, dài hơn phiên bản cũ 130mm, rộng hơn 40mm, chiều dài cơ sở là 2.740mm. Kích thước lớn hơn mang lại không gian nội thất vô cùng rộng rãi. Người ngồi hàng ghế thứ ba có thêm 70mm khoảng trống để chân. Dù tận dụng cả ba hàng ghế thì phan chứa đồ cũng có chiều dài tăng thêm 90mm so với Suzuki Ertiga thế hệ trước. Khi dựng cả ba hàng ghế, phan chứa đồ có thể tích 153 lít, tăng lên thành 550 lít nếu gặp hàng ghế 3, 803 lít nếu gặp hàng ghế 2. Tấm lốp phan hành lý có thể gặp 50-50 để chứa đồ linh hoạt hơn. Và đây cũng là một điểm cộng so với Suzuki Ertiga 2019.
Hàng ghế thứ hai có biên độ trượt là 240mm để người ngồi hàng ghế thứ ba vào ga dễ dàng hơn. Và đây cũng là thiết kế cải tiến đáng khen ngợi của Suzuki Ertiga. Về khả năng vận hành, Suzuki Ertiga 2019 trang bị động cơ xăng K15B dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 135 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Trên phiên bản tiêu chuẩn Ertiga, GL được trang bị hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Về trang bị an toàn, Suzuki Ertiga 2019 có mức trang bị 2 túi khí cho hành khách phía trước, các hệ thống điện tử như hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EPD. Đặc biệt, khung gầm Hatchback mới là điểm nhấn quan trọng về trang bị an toàn cho Suzuki Ertiga 2019. Khung gầm Hatchback mới có độ cứng xoắn tốt hơn đời cũ 18% nhờ công nghệ tạo hình mới. Khung gầm mới cũng có thiết kế phẳng phiu hơn, nhẹ hơn giúp tăng tính khí đồng học, tăng cường hiệu suất của động cơ và giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu. Vừa rồi tôi vừa giới thiệu với các bạn mẫu xe gọng gãy chở được 7 người, thương hiệu Nhật nhập khẩu mà đi tiết kiệm, giá vô cùng hợp lý. Đó là mẫu xe Suzuki Ertiga 2019 phiên bản GL chỉ có 499 triệu. Với mức giá 499 triệu nếu các bạn mua trả góp và ngân hàng thì chỉ cần 75 triệu cộng với chi phí lăn bánh tùy theo tỉnh thành là đã sở hữu được chiếc xe này. Giờ đây các bạn đã biết vì sao mẫu xe này lại có sức hút đến như vậy rồi phải không? Các bạn hãy cho tôi biết các bạn có thích mẫu xe này hay không nhé. Nếu thích hãy để lại một like và nhớ đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.